Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch trở lại sau thời gian dài ứng phó dịch bệnh. Nhiều khu du lịch biển đã bắt đầu đón khách trở lại. Một trong những vấn đề được các doanh nghiệp khách sạn, khu lưu trú và người dân chú tâm đặc biệt đó là chủ động phòng chống cháy nổ. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại thành phố biển Sầm Sơn, Thanh Hóa sẽ có trong tiểu mục khu dân cư an toàn. Còn trong tiểu mục điều cần biết, chuyên gia đến từ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại chung cư và cách sử dụng trong trường hợp có cháy nổ xảy ra. Chúng ta đang theo dõi chương trình Cùng Toàn dân phòng cháy nổ ngày 28 tháng 3 trên VTC14 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu sẽ là thông tin cháy nổ 24 giờ. Thưa quý vị, một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Lửa bùng lên dữ dội đã thiêu rụi 40 cửa hàng quần áo, bách hóa tại đây, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Theo tin báo, khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 3, lửa phát ra từ một số quần áo kèm tiếng nổ lớn. Khi đó, các tiểu thương chuẩn bị dọn hàng phát hiện liền chi hô cùng mọi người dập lửa và báo lực lượng chữa cháy. Công an huyện Châu Phú kết hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khu vực tỉnh An Giang và liên huyện, các lực lượng tại chỗ và người dân đến hỗ trợ dập lửa. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 40 ki-ốt, bao gồm 30 cửa hàng ở khu Nguyễn Khoái bán vải quần áo, 10 cửa hàng khu Bách Hóa, ước thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Trước đó, vào sáng ngày 26 tháng 3, một vụ cháy đã xảy ra trong một căn nhà tại hẻm số 280 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM, khiến cho nhiều người dân hoảng loạn. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 3, người dân sống trong hẻm số 280 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội từ một căn nhà nằm sâu trong hẻm nên hô hoán cùng nhau dập lửa. Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, chỉ trong ít phút ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà. Lo sợ cháy lan, nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy ra khu vực an toàn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng các chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Căn nhà nằm sâu trong hẻm đã khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tại hiện trường, căn nhà nhỏ cùng nhiều tài sản đã bị lửa thiêu rụi, đổ sập hoàn toàn. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế. Trong thời gian qua, trước tình hình cháy nổ có diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, đẩy mạnh hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, kịp thời phát hiện các điểm nóng gây bức xúc trong dư luận để tham mưu chính quyền địa phương có biện pháp cứng rắn, giải quyết dứt điểm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Theo thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 131 vụ cháy, trong đó có vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, làm 3 người chết. Loại hình xảy ra cháy chủ yếu là nhà dân đơn lẻ, nhà dân kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà kho, xưởng sản xuất chiếm trên 60%. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố thiết bị điện chiếm gần 50%. Do đó, lãnh đạo Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là các hoạt động kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện các điểm nóng, các vụ việc phức tạp về phòng cháy chữa cháy, gây bức xúc trong dư luận, để tham mưu chính quyền địa phương có biện pháp cứng rắn, giải quyết dứt điểm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế không quá xa Hà Nội, với khu vực bãi tắm trải dài, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để nghỉ dưỡng. Đặc biệt từ sau ngày 15 tháng 3 khi Việt Nam tiến hành mở cửa hoàn toàn du lịch, nơi đây đã và đang đón một lượng khách lớn, nhất là thời điểm cuối tuần. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn đang được triển khai một cách quyết liệt để du khách có những thời gian thoải mái, an toàn khi tới đây. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Từ sau khi Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn, nhà hàng này thường xuyên đón lượng khách lớn đến ăn uống. Những ngày cuối tuần, khách thường đông gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với ngày thường. Ngoài việc tuân thủ quy định phòng chống dịch, nhà hàng cũng luôn chú trọng đến công tác phòng cháy. Các bình chữa cháy, tủ trung tâm báo cháy được đặt ngay gần thang máy, vị trí thông thoáng để có thể xử lý ngay nếu có sự cố phát sinh. Nhà hàng thì phòng cháy chữa cháy lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu nhất. Vì nhiều lúc là nhà hàng nấu cái thời gian vào hè thì nó rất chi nắng nóng. Nên là cái khâu phòng cháy chữa cháy lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu của các cái nhà hàng khách sạn. Nhà hàng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ khi vào phục vụ. Bình xịt rồi dây vòi rồi
những báo khói hoặc là báo lửa đầy đủ hết. Nhà hàng thì năm nào cũng thế, bình thường như là dịch thì như một vài năm trước thì có thể là yếu kém hơn so với mọi năm. Nhưng mà năm nay thì chính phủ mở cửa toàn nước ấy, thì mình tin rằng là Sầm Sơn năm nay sẽ đón khách đông hơn mọi năm. Khách sạn này đang lên kế hoạch để đón lượng khách lớn tới tham quan, nghỉ dưỡng vào đầu tháng 4. Sau thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh, khách sạn đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách. Dọc các hành lang đều được lắp đặt đồ báo khói, chùm báo cháy, đèn thoát hiểm và các bình chữa cháy. Thì tất cả các tầng từ sửa sánh dưới lên và tất cả đều là trang bị các cái vòi xịt và chuông và tất cả những cái phòng bị cho phòng cháy chữa cháy thì đã chuẩn bị xong rồi ạ. Trước mỗi một đầu năm hè đến thì ở Sầm Sơn có mở một trường một lớp ấy, dạy cho tập huấn về cái vấn đề là phòng cháy chữa cháy thì các bộ phận đều phải cử để đi học để cho khi mà nếu như sự cố xảy ra thì các bạn có thể là tự làm được. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lượng khách đến Sầm Sơn trong mùa du lịch sẽ tăng cao so với năm 2021. Điều này đòi hỏi các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn vừa phải làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa phải đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Bản thân đơn vị là tuân thủ tuyệt đối cái hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy của công an thành phố cũng như chính quyền thành phố. Thứ hai là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh truyền hình của đơn vị rồi trên các hệ thống website rồi các trang mạng để tất cả các cơ sở kinh doanh cũng như là toàn thể nhân dân là thực hiện nghiêm cái công tác phòng cháy chữa cháy để tránh xảy ra những cái rủi ro. Trong cái thời kỳ dịch bệnh ấy, thì các cơ sở kinh doanh những nhà nghỉ khách sạn thì có rất nhiều thời gian và chính quyền thì cũng đã rất quan tâm, do vậy là cái công tác phòng chống dịch cũng như là phòng cháy chữa cháy rồi đảm bảo an toàn cho các cơ sở kinh doanh là đã được chuẩn bị rất là kỹ càng. Thời gian qua đã có không ít vụ cháy nổ xảy ra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Do đó, việc chuẩn bị tốt công tác phòng cháy chữa cháy từ bây giờ là cần thiết để chủ nhà hàng, khách sạn đảm bảo an toàn cho du khách vui chơi nghỉ dưỡng cũng như dần hồi phục lại kinh tế sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, tại những thành phố lớn hiện nay, chung cư là nơi được nhiều gia đình lựa chọn để sinh sống. Ngoài những tiện ích có thể dễ dàng nhận thấy, vấn đề phòng cháy chữa cháy là điều mà mỗi người đều phải hết sức lưu ý. Hàng loạt những vụ cháy nổ thời gian qua tại chung cư một lần nữa cho thấy, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại đây không thể coi nhẹ. Trong chương trình ngày hôm nay, chuyên gia đến từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an sẽ giới thiệu đến các bạn những thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại chung cư và cách sử dụng trong trường hợp có cháy nổ xảy ra. Xin được chào mừng tất cả quý vị đến với chuyên mục Điều Cần Biết. Ngày hôm nay thì xin được giới thiệu với tất cả các quý vị về một số các cái thiết bị hệ thống phòng cháy cháy được lắp đặt tại chung cư nhà cao tầng và hướng dẫn quý cư dân ở các chung cư nhà cao tầng một số cách sử dụng đối với các cái phương tiện ban đầu được lắp đặt tại hành lang cầu thang của các cái chung cư. Thứ nhất là chúng ta có thể nhìn thấy đây hệ thống tổng thể của một cái hệ thống ở một khu vực trên cái hành lang của một cái tầng của chung cư thì gồm có thứ nhất đó là tiêu lệnh chữa cháy. Tiêu lệnh chữa cháy này gồm có các bước quy trình để tổ chức xử lý cứu chữa một vụ cháy. Nó gồm là báo động cháy, cúp cầu giao điện, dùng các cái bình chữa cháy nước để dập tắt đám cháy, gọi điện thoại báo cháy qua số 114. Cái thứ hai đó là nội quy về phòng cháy và chữa cháy. Nội quy quy định này là gồm những cái việc phòng cháy cháy và trách nhiệm trong công tác phòng cháy cháy và các cái điều cấm trong công tác phòng cháy cháy đối với các việc cấm khi sinh hoạt hàng ngày để không gây ra các cái sự cố cháy nổ vân vân và vân vân. Cái thứ ba chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái tủ đựng phương tiện phòng cháy chữa cháy. Tủ đựng phương tiện phòng cháy cháy này thì gồm có một số các cái thiết bị như là họng chờ, hệ thống vòi chữa cháy, hệ thống lăng chữa cháy và thậm chí là cả bình chữa cháy xách tay được trang bị để khi có sự cố thì chúng ta có thể sử dụng đồng thời là bình chữa cháy hoặc hệ thống họng nước chữa cháy vách tường để tổ chức dập tắt đám cháy. Và một cái hệ thống nữa chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái nút chuông báo cháy. Là khi xảy ra sự cố chúng ta có thể ấn và cái chuông báo cháy là nó sẽ vang lên và để chúng ta biết được vị trí xảy ra cháy và ở tủ trung tâm báo cháy sẽ định vị là vị trí khu vực nào xảy ra cháy và để báo động cho tất cả các cư dân đang sinh sống biết cái sự cố xảy ra cháy để di chuyển thoát nạn cũng như là để phối hợp trong công tác chữa cháy.
Thưa quý vị, bên cạnh việc cần trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các quy định, quy chuẩn, thì mỗi khu nhà chung cư cần không ngừng nâng cao kiến thức về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, kỹ năng ứng phó với hỏa hoạn. Việc nắm vững thiết kế, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy giúp chúng ta bình tĩnh, nhận biết sớm thông tin báo cháy, kỹ năng chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho chính chúng ta và những người xung quanh. Những hướng dẫn trên đây đã kết thúc chương trình Cùng Toàn Dân Phòng Cháy Nổ ngày 28 tháng 3. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 29 tháng 3 trên VTC14.